Thôi, dạ chào anh Cường nha. Dạ. Thì nay anh em Sago cũng lên Đắk Lắk thì thăm lại cái vườn của anh Cường á. Thì cho em hỏi lại cái địa chỉ của mình này là ở đâu anh Cường à? Tại thôn Tân Hòa 1, xã Cái Nết, huyện Cron Park, tỉnh Đắk Lắk. À dạ. Thì anh Cường thì cũng sử dụng cái sản phẩm Sago thì nay cũng chắc cũng được năm thứ mấy rồi ta? 3 năm 3 năm rồi. rồi ha. Dạ, thì đến thời điểm hiện nay á thì cái vườn của mình thì nó đang giai đoạn nào rồi anh? Này đó đang chạy trái nè. Này đang Cái chạy trái à? này thì có hai Dạ. cổ bông. Cổ đầu thì nó tầm cỡ tính ra là ngày 28 tháng 3 là bắt đầu sổ nhị, là cái cổ đầu này. Dạ Còn rồi. cái cổ hai này chắc thì tầm cỡ 10 ngày đổ lại. À, cổ này thì mới sổ được 10 Đúng ngày, rồi. còn cổ này thì khoảng tầm 17 18 ngày gì đó đúng Đúng không? rồi. Dạ. Còn cơ bản thì nó cũng đều. À dạ rồi. Thì để em hỏi lại cái tí xíu là trong cái lúc trước giờ mình sử dụng sản phẩm á thì anh Cường có nhớ là bắt đầu mình sử dụng cái sản phẩm Sago từ cái giai đoạn đoạn nào không? Ví dụ như của năm này thôi. Tức là năm nay là hầu như là từ lúc tạo mắc cua rồi gì là anh làm toàn bộ là theo cái quy trình của Sango. Dạ. Tức là ở đây hình như là các cái vườn khác là dùng lân, lân Văn Điển để rải. Dạ. Mà sau khi anh trao đổi với anh em chỗ Sango thì nên cũng không cần thiết là lân. Dạ. Là lúc đó là anh mới dùng cái Ultra với lại cái Mexico để À. mà tưới gốc để À, anh mà tạo mầm gốc đúng rồi. là bằng Ultra cộng Mexico Rồi. thì cái liều lượng lúc đó thì anh xài bao nhiêu anh nhớ không? Chai một cặp thì là 400 lít nước. Dạ, một cặp pha cho 400 lít nước, một gốc anh tưới khoảng bao nhiêu lít nước? Hồi đó thì tầm cỡ một phi vậy là một cả cái vườn của anh là 90 cây thì anh tưới 500 ba bồn. Ba bồn là 1.000 rưỡi lít. Dạ, 1.500 lít Tính mà là chín gần. chục cây Tính thì là nó khoảng tầm 15 đến 20 lít tùy cây lớn nhỏ. đúng rồi. Dạ rồi. Còn ở trên thì mình phun tạo mầm thì anh phun cái sản phẩm gì? Cái Ultra với lại Cali. À, trên thì phun Ultra cộng Kali. À, tạo mầm thì anh phun khoảng bao nhiêu cự? Hai cử Hai hai cự cử tạo mầm đúng Ultra cộng Kali. Rồi. Thì bắt đầu sau khi tạo mầm xong, bắt đầu khi mà ra mắc cua thì anh xài gì? thì lúc mà khi mà nó có mắc cua là anh xài bộ ba À, bộ ba là Ultra Bo với lại Amino à là để rồi rước mắc cua luôn đúng rồi. Hình như là có cái canxi nữa hay sao, canxi à. cái Dạ Mexico hả, rồi. hình như là vậy sao, anh có ghi trong đó mà À không dạ nhớ. rồi, thì đó là anh phun khoảng bao nhiêu cự tất cả từ lúc mà rước mắc cua cho đến khi mà bông Định kỳ là anh hình như là 12 tuần à, cứ định kỳ khoảng 10 15 ngày đó anh để phun ta lại lần đúng đúng rồi, không? đúng Rồi. rồi, nó có lúc này lúc nọ nhưng mà hình như là nó tầm cái đó. Dạ dạ thì lúc đó thì anh thấy cái bông của mình sao, Trời bông thì ý là nó nó ra sau khi mà sử so dụng cái sản phẩm mà khi mà so với những cái vườn mà họ xài các lân gốc tạo mầm mà mình xài Ultra cộng với Mexico để mình tưới đó, thay thế lân gốc á, thì anh thấy nó có đạt hay cái gì không? đó em nhìn cái dàn trái này là em biết rồi, Dạ. tại cái bông nó rất là to và dài. Tức là bây giờ thì có một số người sử dụng sản phẩm Sango là nhìn cái bông nó là khác hẳn các cái vườn khác liền. Dạ. Cuống bông mập À, dài cũng bông là mập do à và dài nhưng mà à. không có bị ốm yếu rồi gì Đúng hết đúng rồi, không? cái này là do nó sổ nhị đây chứ số bông còn lại thì nó là do nó cuối quá nên nó yếu quá, chuẩn bị lặt bỏ hết chứ Dạ. cái mà cử đầu bông nó to lắm là dài nữa. Dạ rồi. Thì trước sau sổ nhị thì anh xài cái gì? Tức là trong khi mà sổ nhị thì anh cũng cũng xài cái bộ ba À cũng xài bo bộ nhưng ba. mà lúc Dạ. mà bo đó là anh tăng cường bình thường là 200 một một lít một gói bo, Dạ. mà trước sau sổ nhị là bo là anh hạ liều xuống là 100 À là một bon tăng lên là 100 lít trăm một một gói. gói, Dạ rồi. còn cái kia thì nó vẫn vẫn giữ À như dạ rồi, vẫn cái kia thì cái bộ đó thì vẫn 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 chứ cho 2 phi hai phải. bình thường. Đây, mình vòng vòng coi từ cái cây bây giờ nó. Cái này thì nếu mà nó chạy trái cỡ 10 ngày nữa thì nó mới đẹp được. Dạ. Bây giờ cho lứa to lứa nhỏ này nó cũng không, mình nhìn nó không có đều lắm. Dàn lá thì sau khi Ờ mà dàn lá thì bây giờ thì anh nhìn thấy cái dàn lá bây giờ thì nó thế rất nào? ok luôn không? Đó là dàn này, cái này là nó lứa ở trong nó là lứa cũ này. Dạ. Cái này là Còn anh kéo cơ đọt cùng với khi đúng rồi. mà mắc cua ra đúng Đúng không? rồi. Đồ vừa đổ gốc trên mà vừa kéo đi đọt rất là dài luôn. Dạ thì bây giờ đến bây giờ thì khi mà nó sổ nhị xong rồi á thì cái dàn lá của mình là nó cũng vừa già rồi. Bạn là Dạ rồi.
nên là ngày mai anh đang tính là anh xịt cho bộ bốn phủ luôn. À, anh xịt bộ bốn phủ cả trong cả ngoài luôn. Ngoài luôn. Dạ. Không sợ nó đi đọt nữa. Bởi vì dàn lá của anh nó quá, nó cũng đi theo là đủ cái chu kỳ rồi. Thì vừa là... vừa rồi thì trên Đắk Lắk mình á thì cái thời tiết của nó hơi nắng nóng. Trong cái thời tiết mà anh nó vừa sồi nhị luôn. Thì ở dưới gốc á thì anh có tưới cái gì thêm cho nó không? Có, vừa rồi mới tưới một cử Ultra với lại Mexico. À, Ultra Mexico. Còn cái bộ ba kia định kỳ là 10 ngày là dạ, xịt. Còn ở trên thì anh cứ xịt cái bộ ba định kỳ trên lá. Dạ. Ngày mai bắt đầu mới lại xịt bộ 4. À dạ rồi. Đây. Đây. Đó, nhìn cái này nó cũng cơ bản cái cây này là đều nè, cây dạ, này thì rồi. Có một cái chỗ này thì... cổ đầu nhưng có hơi có cái phấn này chắc là mai bỏ thêm lúc rải xịt tí cho nó. Hầu như là nó cái cổ này là đều đa số. Dạ. Thì sau này mình sẽ chọn, nếu mà cảm thấy nó cái cầu bông là nhiều này thì tha hồ lựa trái. Dạ. Có một số cây nó chạy trái trước, trước kia là nhìn nó đều đẹp. Như cây này làn lá là hơi bị ok luôn này. Ừ. Là trước lá sầu là nhìn bóng lưỡng, cái này là do cái thời điểm này nó nắng quá chứ không. Hoặc sáng sớm thì nó lại đẹp. Thì cái này lứa này nó nhiều bông nhưng mà lứa đầu trái nó chạy đẹp. Cái... Dạ rồi, cái này thì cái lứa đầu thì nó chạy xong rồi. Ừ. Lứa sau nó hơi đang tiếp tục nữa. Tỉa bông sáng hôm nay chưa có thời gian để tỉa. Ba cái bông còn lại. Đó thì tiếp theo á, cái giai đoạn này á thì anh có những cái mà nó cái lứa bông sâu á mà anh chưa tưới, thì đợt này anh tưới luôn cái thằng Ultra cộng Amino. Dạ. Và ở dưới để mình thúc trái nuôi trái luôn. Thay thế phân hóa học, anh không cần phải bỏ phân hóa học thêm vào giai đoạn này nữa. Còn cái Fulvatic đổ gốc nó thì dạ cầm... cái Fulvatic thì anh đổ xong một cái cự đó, cự sau anh lại xen cái thằng Fulvatic vô. Fulvatic cộng với Amino cộng Ultra đổ vào giai đoạn tiếp theo tầm khoảng 10 đến 15 ngày sau. Dạ. Cái Fulvatic đó vừa rồi mình lấy một canh nó về mà cho ông cậu ông muốn kéo đọt á. À dạ. Ông đi muộn, lúc đó là anh có hỏi là không nên lúc mà nó đã sổ nhị rồi nên không kịp nữa. Ừ. Ông cậu ông đem về ông đổ. Đúng rồi, cái lúc của anh thì nó lại là chuẩn bị sổ cho nên lại không cần xài. Nhưng mà vậy ông cậu xài thì đọt thì đánh giá thế nào anh? Hơi bị đẹp luôn á. Dạ. Của ông đi với lại cơi bông giờ đang là của ông giờ đang sổ nhị á. À dạ. Nó như cây này là lá thì thôi nữa. Ở dưới chân là lá già còn cái này là vàng lá còn nguyên luôn á. Nguyên luôn. Đi đó ở trên kia nó mới đi cơi. Dạ. Lá thì hơi bị đẹp. Trong bông cái cây này bông nó mọc lắm mà. Đang dạ. Nước. Đây bên kia có mấy cây là nó chạy nguyên trái luôn á, nguyên cây là hoàn chỉnh luôn rồi đấy. Cái bên kia thì cái này là cơ bản cũng dạ, cái này thì cơ bản nó cũng xong rồi đó. Nói chung ở đây cái dàn lá nó thì không ai bằng rồi. Ở đây cây tơ nè, cây tơ bắt đầu cho trái năm đầu mà thấy như lá. Nhưng cái mà đến lúc... cái thời điểm này mà cái dàn lá của anh nó ổn định về cái dàn lá hết rồi thì mình cũng khỏe. Cái cây này đi cơi với lại cái mắt cua là nó ra, phải nói chắc 40 phân cái cây này. Họ nó đang nằm trong này. Dạ. Còn cái lá này cơ bản này không sợ. Nhưng mấy cái cây này là trái đó, trái chùm trái chạy, cây này là hoàn chỉnh chạy trái rất nhanh rồi này. Trái. Đó, cây này hình như là hoàn chỉnh trái đúng không này? Bắt đầu chạy đều á. Dạ. Lứa trước lứa sau là cũng nối đuôi gần được rồi. Cái này chứ khi mà có chừng tầm 20 ngày nữa là bắt đầu lúc đó mình so trái là nhìn nó. Dạ nó đúng rồi, cái này thì bây giờ nó cái sự chênh lệch của cái cổ bông trước bông sau nó không còn xa nữa. Lúc đầu mình sợ chứ còn bây giờ nó đậu thì trước sau sợ nó tranh chấp dinh dưỡng, nhưng thực chất nó cũng thấy cũng được, nó không tới mức độ dạ.
Rồi giai đoạn tiếp theo thì anh Cường cứ tiếp tục như vậy thôi. Ở trên đó thì mình phun bộ bốn phun phủ cả trong cả ngoài luôn, cái dàn quanh thì anh phun phun đều hết luôn để mà nó vừa nuôi trái cho lớn cho nó đồng đều. Còn ở dưới thì anh cũng xài cái bộ đó để anh đổ gốc. Dạ. Tức là cái bữa nay ngày 16 à. Dạ, nay 16. Cái bữa đổ mai đổ cái bộ 3. Dạ đúng rồi. Rồi cái Fuvatit nó thì tầm cỡ Fuvatit tầm khoảng 10 ngày đến 12 ngày sau cái anh cộng vô anh đổ. Amino, hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà cái liều cái thằng Amino với Ultra thì anh giảm lại tí xíu. Tại vì khi có 3 thằng đổi á thì anh giảm lại cái liều thằng kia. Chứ không cần lúc anh xài tứ gốc à, cái liều anh tứ gốc của thằng Ultra với cộng Amino thì anh xài liều bao nhiêu? Thì cũng 400 thôi. Dạ 400, thì bây giờ cái này anh khoảng cỡ 500 đến 500 hoặc 600. 600. Dạ xong rồi là cái canh Fuvatit á thì anh cho anh pha giùm em là khoảng 5.000 lít nước. Một dạ, một cái là 4 đến 5.000 lít. Dạ đúng rồi. Lít. Một gốc của anh thì tưới khoảng cỡ 40 lít là vừa. Dạ. Đây có mấy cây ri sáu, có cây ri sáu nhìn trái chạy thật đẹp luôn. Dạ. Này trên này có một hai cây ri sáu nữa. Đó kìa, bên kia bên kia. Sáu nhìn nó tốt như Dona. Thì toàn bộ là gọi là hữu cơ hết. Dạ. Năm vừa rồi đúng không có một hạt nào NPK luôn. Này là từ cái lúc mà phục hồi đến khi mà đến hiện nay đi là anh chưa bỏ một lần NPK nào. Dạ. Tứ gốc thì cũng xài thằng Ultra cộng Amino, còn Mexico đó thôi. Rồi có anh có mua thêm một cái can nước của ba số nữa. Dạ. Trộn chung vô nhưng mà thấy nó cũng mình thấy nó cũng thừa, không cần thiết. Bông anh thấy đi xấu mà cũng bông nó mập, đang có cái chùm trái. Trái sáng tỉa rồi nhưng mà trái này. Đã rồi. Nhưng mà ít bông nhưng mà ra bông nào hình như đậu bông đó. Dạ. Cây đều 10 cây như chục dàn lá này. Nó có cái cây này sợ nhất cái lá nó mà cuối cùng cũng dằn nó cũng kịp. Dạ, cái này dằn là đến thời điểm này là giá quanh lá quanh nó đều già cứng hết rồi. Đi từ này nhìn xuống cái dàn lá nó đẹp quá hả? Ông nắng nóng như thế này mà vẫn giữ được cái dàn cây dàn lá này là ổn rồi anh. Với lại quan trọng là cái khi mà sụ nhị xong á, cái tỷ lệ mà thải trái của anh nó không có nhiều quá. Trái bông giữ được. Nói chung là bông nó cũng nhiều. Dạ. Nó thải thì mình cảm thấy nó cũng ở lại, số cành nó đều được chứ. Dạ, còn đúng rồi, nó không bố nó đều cành. Cành nào nó cũng có trái ở lại là được. Dạ. Nó thải mà thải theo cành nữa thì nó lại nguy hiểm. Năm ngoái làm tốt quá tốt, chăm quá chăm, cuối cùng nó lại năm ngoái lại chăm, nhưng mà cái dàn lá lúc mà sụ nhị thì nó còn hơi tơ. Rồi, năm ngoái nói chung là mình chưa có kinh nghiệm về cái dàn đọt nữa. Dạ. Nhưng mà cuối cùng cái trái nào đậu lại là dạ, to. Đúng rồi, những cái còn lại là nó đều giữ được hết. Mà bình quân năm ngoái là anh tính ra một trái nó là 4,5 kg á. Dạ. Ủa, anh nào vô cắt là kêu là hàng nó phải heo, nó voi luôn chứ không phải heo nữa. Cái này là do nó nắng đó, chứ còn nó là mát mà tưới mát rồi là nhìn. Cái cơ sau này đi mình dằn nên lớn nó nhỏ, mà đúng ra nó vậy nó mới đẹp, chứ còn mà để mà vậy nó mới anh. Cái anh mà khi mà nó bung ra bự quá là đúng nó rồi, nó hút dinh dưỡng hết. Dạ. Thôi dạ vậy anh Cường, cái gì thì tiếp tục anh em Sago cùng với anh theo dõi tiếp những giai đoạn tiếp theo. Rồi, cảm ơn anh Sango tiếp tục hỗ trợ mình trong cái thời gian mà chăm sóc trái tới.
Nói chung vừa rồi cũng có một số anh cũng tới đây tham quan đấy, thậm chí là xứ Ea Dông là thủ phủ sầu riêng của huyện Krông Bắc đấy chứ, mà mấy anh cũng lên đây tham quan cái mô hình của mình làm là hữu cơ. Dạ. Là anh thấy nó cũng hiệu quả thật sự luôn đó.